Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam không dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine vì e ngại Nga. Ngày 17 tháng 6, BBC tiếng Việt bình luận thượng đỉnh hòa bình Ukraine vì sao Việt Nam được mời nhưng không tham dự. BBC dẫn bài viết đăng tải trên chuyên trang Forum ngày 6 tháng 6 của tiến sĩ Jan Story, học giả của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore từng viết rằng Việt Nam, Myanmar và Lào là ba quốc gia trong ASEAN có thể không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Ông phân tích như sau. Cả Việt Nam và Lào đều từng bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong các nghị quyết lên án việc Nga xâm lược Ukraine. Việc tham dự thượng đỉnh sẽ bị Moscow xem là hành động không thân thiện. BBC cho biết thượng đỉnh hòa bình Ukraine vừa diễn ra vào hai ngày 15 và 16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Berenstock của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Việt Nam không có tên trong hơn 90 quốc gia tham dự. Tổng cộng, Ukraine đã gửi thư mời tham gia thượng đỉnh đến khoảng 160 quốc gia và tổ chức. Và đây là hình bài trên BBC. Trong đó, BBC cũng cho biết Nga không được mời, còn Trung Quốc và Campuchia được mời, nhưng tuyên bố không dự vì không có Nga. Việt Nam cho đến nay luôn khẳng định là bạn là đối tác tin cậy của Liên bang Nga, đồng thời luôn nhắc tới sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây cũng như Nga ngày nay. BBC dẫn lời nhiều quan chức cho một hãng tin quốc tế biết ngày 17 tháng 6. Theo đó, Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Hà Nội vào tuần này và nhấn mạnh lòng trung thành của Việt Nam đối với Nga. Theo các quan chức này, ông Putin dự kiến sẽ gặp Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo khác trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày vào ngày 19 và 20 tháng 6. Chuyến thăm này bị Mỹ phản đối gây gắt. Bên cạnh đó, theo BBC, Trung Quốc cũng không tham dự hội nghị này, nhưng lại kêu gọi Nga và Ukraine hòa đàm sớm. BBC dẫn lời ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của tổng Bạch Ốc, nói ngày 15 tháng 6 rằng Tôi cho rằng họ không ở đây vì Putin đã yêu cầu họ không đến và họ tuân theo yêu cầu của Putin. BBC cũng dẫn trả lời báo chí của ông Iker, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, nói ngày 15 tháng 6 rằng thượng đỉnh này nhằm tập hợp các quốc gia sẵn sàng hành động để mang lại hòa bình cho Ukraine. Theo ông, người Ukraine muốn sự tham gia của các quốc gia vẫn đang duy trì quan hệ với Nga. Họ cho rằng đó là những quốc gia có thể tác động tới Moscow trong việc đưa ra đề xuất hòa bình với Ukraine. Và đây là hình lãnh đạo các quốc gia tham dự hội nghị. Vẫn theo BBC ngày 16 tháng 6, trong khuôn khổ thượng đỉnh hòa bình Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói rằng khi Íp sẽ tổ chức hòa đàm với Moscow ngay hôm sau nếu nga rút quân ra khỏi lãnh thổ của Ukraine. Ông cũng phát biểu rằng Tổng thống Nga Putin sẽ không chủ động chấm dứt cuộc chiến và phải bị ngăn chặn bằng mọi giá, bao gồm cả các biện pháp quân sự và ngoại giao. BBC dẫn bài viết ngày 16 tháng 6 trên trang Politico, Tổng thống Ukraine đã tuyên bố Ukraine sẽ không trực tiếp đàm phán với Nga, mà đang nỗ lực xây dựng một liên minh các bên trung gian để giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông cũng nói thêm rằng lý do Nga không được mời vì nếu Nga quan tâm đến hòa bình thì đã không có chiến tranh. BBC cho biết thêm, trước đó ngày 14 tháng 6, ông Putin đã ra điều kiện ngừng bắn nếu Ukraine rút binh khỏi bốn vùng mà Moscow sát nhập hồi năm 2022 là Donetsk, Luhansk, Kherson và Charorizia. Ukraine chưa bao giờ công nhận việc sát nhập này. Tại thượng đỉnh hòa bình Ukraine, nhiều quốc gia đã phản đối đề xuất nói trên của ông Putin. BBC dẫn lời chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Yermak nói rằng Ukraine sẽ không khoan nhượng về độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. BBC cho biết thêm, kết thúc thượng đỉnh gần 80 quốc gia thể hiện cam kết đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Văn bản chung của thượng đỉnh gọi cuộc xâm lược của Nga là chiến tranh, một cụm từ mà Moscow luôn phản đối. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Việt Nam không dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine vì e ngại Nga. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quyết định mới về kỷ luật đảng viên cao cấp Ngày 16 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay, Bộ Chính trị ra quyết định mới về kỷ luật đảng viên cấp cao cho thấy điều gì. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký quyết định 165 của Bộ Chính trị ban hành quy trình 3 bước xem xét thi hành kỷ luật với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 6 tháng 6 năm 2024, thay thế cho quyết định 195 năm 2008 của Bộ Chính trị. BBC cho biết Tính đến nay, Trung ương đảng khóa 13 đã có 21 người thôi nhiệm vụ, không kể những người thôi nhiệm do các nguyên nhân tự nhiên như chết, sức khỏe, vân vân. Trong đó, 11 người bị khởi tố hoặc kỷ luật, 10 người xin thôi vì đã vi phạm những điều đảng viên không được làm. Trong số người xin thôi có tới 6 người thuộc Bộ Chính trị hoặc Ban Bí Thư, những nhân vật thuộc nhóm quyền lực nhất. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cũng cho biết quy trình 3 bước gồm có bước chuẩn bị, bước tiến hành kỷ luật, bước kết thúc. Bước thứ nhất, chuẩn bị. Ủy ban kiểm tra trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư hồ sơ vụ việc, gồm có tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và tài liệu có liên quan. Đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghe đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến. Bước hai, kỷ luật có hai hội nghị. Thứ nhất là hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định kỷ luật với thành phần tham dự gồm Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Sau khi nghe các bên trình bày, hội nghị sẽ thảo luận, biểu quyết, quyết định hình thức kỷ luật hoặc biểu quyết đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật. Thứ hai là hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ xem xét, quyết định kỷ luật bằng phiếu kính. Bước cuối cùng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu ban chấp hành trung ương đảng, bộ chính trị, ban bí thư ban hành quyết định thi hành kỷ luật hoặc thông báo không kỷ luật. BBC nhận xét quyết định mới của bộ chính trị không nêu rõ về việc đối với những đảng viên vi phạm tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử lý về mặt đảng trước, tức khai trừ khỏi đảng, hay về hình sự trước, tức bị khởi tố bắt giam. Và đây là hình thường trực ban bí thư lương cược. Bởi lẽ, theo BBC, một điều đáng chú ý trong cách xử lý đảng viên liên quan đến các án lớn gần đây như vụ Phúc Sơn, Thuận An, Đại Ninh cho thấy có một sự dịch chuyển lớn. Các đảng viên là ủy viên Trung ương đảng bị bắt, khởi tố trước rồi mới bị khai trừ khỏi đảng. Trong khi đó vẫn theo BBC, những vụ việc trước đây có liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý thì sẽ kỷ luật đảng cán bộ đó trước, sau đó mới đến quy trình tố tụng hình sự. Quyết định mới của Bộ Chính trị về quy trình 3 bước, xem xét, kỷ luật các cán bộ thuộc diện thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng không nêu sự liên quan công việc của bên ngoài tổ chức đảng, tức là Bộ Công an. Điều này nghĩa là không định rõ việc Bộ Công an hay đảng xử lý trước. Thế nhưng, thực tế hiện nay, trong nhiều vụ công an xử lý hình sự trước, rồi sau đó đảng mới ra quyết định khai trừ. BBC dẫn lời một nhà quan sát nói rằng, có sự thay đổi này là vì thủ tục bên đảng thường chậm, không đáp ứng được bản chất của tố tụng khẩn cấp ví dụ phạm pháp quả tang thì lực tố tụng quy định phải bắt khẩn cấp nếu làm thủ tục đảng thì có khi người phạm tội bỏ chạy hoặc thế nào nữa thì không được đồng thời người này nhấn mạnh điều này còn cho thấy bộ công an thật sự có quyền lực rõ ràng hơn mạnh hơn công an có quyền tố tụng và bắt giam còn ủy ban kiểm tra không có quyền đó quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin quyết định mới về kỷ luật đảng viên cao cấp Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo trong đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.